Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Vlog. Hôm nay tiếp tục review và hướng dẫn các bác cách sử dụng của một chiếc máy giặt của LG model mới ra và có chức năng là tự động phân bổ nước xả và nước giặt mọi người nhé. Dòng này sẽ có số ký là 12 ký, model sẽ là FV1412S3BA, màu sẽ là màu xám nhỉ, xám đậm nhé, rất đẹp. Và bảng điều khiển là bảng điều khiển điện tử ở phía bên này. Chúng ta sẽ có để ý thấy là sẽ có một cái phím điều chỉnh nước xả nước giặt ở đây. Đấy, rất chi là nhiều chức năng, em sẽ hướng dẫn một cái cách sử dụng này nhá. Đây các bạn nhìn thấy này, đây, có một cái ô tự động phân bổ nước xả nước giặt rất chi là hiện đại ở đây. Dòng này thì với thiết kế màu xám và chiều cao là 85, rộng sâu là 60 sẽ phù hợp với các bác nào dùng ở khu vực phòng bếp của chúng ta. Đấy, rất chi hợp lý. Với thiết kế mạ chrome, màu sẽ là màu đây là màu màu vàng, vàng đồng nhá. Bằng đồng thì rất đẹp này. Cửa kính hai lớp. Đấy. Có chức năng là vòi phun tăng cường, tự giặt nhanh là 39 phút. Các bạn nhìn thấy này, giặt nhanh 39 phút. Và phía bên này sẽ có một cái vòi phun đây. Đấy, review sơ qua cho bác xem. Vòi phun đây, nằm trong góc đấy nhá. Màu lồng sẽ là lồng màu kim cương, các bạn nhìn thấy này. Ở màu có những cái lỗ tỏ ong này, giúp cho luân chuyển được nước, lượng nước nó tối ưu hơn. Ở phía dưới này sẽ có một cái ô để các bác xả nước cấp tốc, đấy. Và chúng ta có một cái nút để mà xoáy vặn sơ vải, các bác xoáy ngược chiều kim đồng hồ để mà xoáy các sơ vải ra. Đây các bác xoáy ra nhá, rút ra. Đấy, trong này có nước mà nhá, lưu giúp là hàng mới cũng có nước nhá, bởi vì nó là nhà máy họ test mà, làm sao không thể hút được hết nước ra được. Đấy, test qua trong quá trình sử dụng chúng ta mới được cho xuất xưởng. Sau đó xoáy vào nhá. Trong đấy có sữa tóc sơ các thứ bẩn nhé các bác, vệ sinh thường xuyên nhé, tránh để lâu đó bốc mùi. Ok, sau khi mà sau cho quần áo vào trong, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cho nước xả nước giặt vào đây. Model ký tự các bác sẽ xem ở đấy giúp em nhá. FV1412S3BA, hàng xuất xứ ở Lam Kinh, Trung Quốc. LG Electrolux được Bộ Công Thương đánh giá là 5 sao, công suất là 2000W. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành cho bên này. Ô bên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy hai biểu tượng. Ô bên này chúng ta nhìn thấy một biểu tượng. Ô số 1 là ô để nước giặt. Nước giặt các nhá. Các bác xoáy vào đây. Mở ra đổ nước giặt vào đây. Ô số 2 các bác xoáy ra. Đổ. Một là các bác đổ nước giặt, hai các bác đổ nước xả. Các bác đổ một trong hai nhá. Thì khi cái ô này chúng ta có thể điều chỉnh được là sử dụng nước giặt hoặc sử dụng nước xả. Bằng cách các bác đổ nước nào thì các bác nhớ giúp đấy, nhớ cái đấy nhá. Sau khi đổ xong, các bác sẽ bấm vào phím nguồn. Để em tắt đi, em bật lại cho các bác xem nhá. Các bác sẽ bấm nút nguồn ở đây. Đúng không ạ? Sau khi bấm nút nguồn xong, có tiếng kêu ok. Chúng ta sẽ bắt đầu chọn chế độ. Đây sẽ có các chế độ, các bác nhìn thấy này. 1 2 3 4 5 6 7 chế độ, và bên này 7 chế độ là 14 chương trình. 14 chương trình thì chúng ta có 7 chương trình này là có hỗ trợ giặt nước nóng. Hỗ trợ giặt nước nóng 7 chương trình này. Còn bên này thì giặt nước lạnh rồi nhá. Đấy, lưu ý là như vậy. Những cái phần màu cam cam này, có là chương trình giặt nước nóng này. Đấy. Thì sau khi mà chọn được chế độ, ví dụ em chọn đồ tổng hợp. Đây. 1 2 3 4 chọn vào đồ tổng hợp. Thì sau đó chúng ta chọn nước. Đây, có giặt nhiệt độ 40 độ C. Bác điều chỉnh được lên 60 độ C. Hoặc không thì các bác để giặt nước lạnh. Tốc độ bằng watt thì chúng ta có thể lên đến 1400. Hoặc không thì các bác cứ để là 0. À xin quá, tốc độ bằng watt các bác để 800 thôi. 800 hoặc 1000 thôi. Các bác để 1000 cho nó tương đối. Ok, tiếp đến thì sau khi mà chọn xong, các bác có thể chọn thêm các chế độ khác, ví dụ là giặt hơi nước. Thì sau đó có thêm là nhiệt độ tắt đi. Đấy, đây, hơi nước thì chắc chắn là phải nhiệt độ rồi. Đấy, các bác lại tắt đi để nó lạnh thôi. Turbo watt các bác nhìn thấy này, giặt turbo watt. Turbo watt là chức năng giặt nhanh. Giặt nhanh thì sẽ giúp cho ví dụ các bác quần áo, ví dụ trong chu trình giặt này của nó một tiếng chẳng hạn, thì khi bác chọn bài chế độ turbo watt, nó sẽ giặt cho các bác tầm độ đến một tiếng là 60 phút, thì nó chỉ tầm độ 4-5 phút là nó xong thôi, 40 phút là nó giặt xong thôi. Nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian giặt cho bác bằng chế độ turbo watt này. Giặt sơ, hẹn giờ, kết nối wifi, tắt bật đèn âm báo bằng cách bấm hai phím wifi, các bác dí tịt vào đây sẽ bấm wifi, hoặc hẹn giờ. Hẹn giờ nó chạy, ví dụ nhá, các bác hẹn giờ được cao nhất chắc là phần 24 giờ. Em sẽ lên đến hai mấy xem nào.
19 giờ. 19 giờ tức là sau 19 tiếng nữa thì máy nó chạy. Đấy là các bác chế độ hẹn giờ. Thêm đồ giặt cũng tương tự như thế và khởi động. Những cái phím sao này mọi người nhá, để ý những phím sao này. Thì các bác phải giữ trong vòng là 3 đến 5 giây thì nó mới sử dụng được. Ví dụ như chương trình là giật ký này, em giữ này. Đấy, thì nó mới nhảy lên cái chương trình này. Còn không thì các bác tắt đi. Đúng không? Đó. Khóa trẻ em cũng tương tự như thế nhá. Khóa cái bảng điều khiển này lại để không cho trẻ em nó sử dụng vào. Các bác cũng bấm vào đây. Hai phím này các bác nhìn thấy cái biểu tượng của nó. Hai phím xí tịt. Nó sẽ nhảy một nút khóa bên này. Đấy, tí tí tít một cái ở đâu. Đây. Nó sẽ khóa vào các bác nhá. Đấy, sau đó chúng ta muốn mở ra các bác lại mở ra này. Ok. Chúng ta sẽ đi đến cái quan trọng nhất, đó là cái điều chỉnh nước xả nước giặt. Đây, các bác nhìn thấy này. Ví dụ ở đây thì em sẽ chọn cho bác. Đây em sẽ chọn tắt đi cái này nhá, cho nó bật một chế độ nhá. Đấy. Ok. Đây. Bình thường ra khi mà các bác sử dụng ấy, em sẽ cài đặt lại. Ok. Lúc mới đầu mua về các bác sẽ là chế độ như thế này. Ví dụ ở phía bên này là chúng ta sẽ là nút điều chỉnh của ô 1, ô số 1 này, các bác nhìn thấy này, ô số 1 này, ô số 2 này. Đấy. Ô số 1, ô số 2 này. Ô số 1 là chỉ để nước xả nước giặt thôi. Ô này thì nước giặt và nước xả đều có đầy đủ. Thì chúng ta sẽ sử dụng như sau. Chúng ta sẽ chọn ô số 1, mặc định của nó sẽ là nước giặt. Các bác nhá. Các bác sẽ kích là cái này sẽ dùng là 90% lượng nước. Mức trung bình là dùng dưới 90% là dùng cái này. Trên 90 bằng 90% là dùng cái này. Còn trên 90% các bác sẽ dùng cái này. Đấy là mức ít nhiều và ít vừa và nhiều. Đấy là dùng cho lượng nước giặt. Không dùng chế độ tự động phân bổ thì các bác kích một phát nữa tắt đèn đi là ok. Phía dưới cũng tương tự như thế, mặc định của nó sẽ là nước xả. Các bác cứ sử dụng là nước xả ít nhất, trung bình hoặc nước xả nhiều. Tùy vào lượng quần áo các bác nhiều hay ít mọi nhá. Các bác sử dụng các chế độ này. Sau khi chọn xong hoặc là các bác tắt nó đi. Không sử dụng chế độ tự động phân bổ nữa. Thứ hai là chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có hai cái biểu tượng. Chúng ta sử dụng đồng thời nước giặt ở trên, nước xả ở dưới, hoặc là chỉ sử dụng một trong hai chức năng này thôi đều được mọi nhá. Đấy, các bác tắt cái nào đi thì sử dụng một cái đó thôi. Ví dụ em tắt cái này đi. Em chỉ sử dụng cái dưới thôi. Hoặc em tắt cái này đi. Em chỉ sử dụng cái trên này thôi. Đấy, thì em bật play là xong. Có một cái nữa, đó chính là các bác chuyển cái ngăn thứ hai này thành nước giặt, không cho nó dùng nước xả nữa. Bằng cách các bác kích vào phím hai cái phím này. Có nút cài đặt các bác nhìn thấy không? Ok, ở đây. Đấy, tinh một cái thì các bác muốn chuyển nó sang cái ngăn này các bác kích vào đây. Đấy, nó sẽ nhảy sang chế độ là sử dụng nước giặt rồi nhá. Nước giặt thì khi đấy cái ngăn thứ hai này các bác phải đổ nước giặt chứ các bác không đổ nước xả. Đấy. Thì nó sẽ sử dụng cái ngăn thứ hai này thành cái nước xả đấy, là nước giặt đấy. Sau đó chúng ta sẽ lại chọn xong thì chúng ta sẽ đây, cái phím này, cái phím bên trên này các bác có thể chọn sang phím bên này. Đấy, các bác nhìn thấy này. Tắt đi nhá. Chọn sang phím bên này. Ở hai cái phím, hai cái móc vào nhau này, đây là cái phím mà chỉ sử dụng nước giặt cho cả hai ngăn thôi nhá. Tức là hai ngăn này đều sử dụng nước giặt chứ không có sử dụng nước xả nữa, bằng cách là biểu tượng này nhảy lên, nhảy đèn lên. Thì khi đấy thì ở phía dưới này em chọn xong nhá. Đấy, các bác nhìn thấy không? Cùng phím là hai nước giặt, nhưng khi các bác chuyển sang chế độ này mà các bác chuyển sang cái phần phím này thì ở cả hai ô này nó sẽ chỉ sử dụng là nước giặt thôi. Đó, nó không có sử đây, các bác không điều chỉnh được nữa đúng không? Không bấm được nữa. Thì cả hai ô đấy nó đều sử dụng nước giặt thôi chứ không sử dụng nước xả nữa. Đây các bác bấm vào cũng không được. Nếu mà cái đèn này sáng lên, trừ khi các bác tắt ở đây đi thì các bác mới điều chỉnh được cái phần dưới này. Đúng không ạ? Đấy. Đấy là cái lưu ý khi các bác sử dụng. Nó có khá nhiều cái phần lưu ý trong cái quá trình sử dụng của dòng máy giặt mà kết hợp cả giặt sấy này. Cái ô này chúng các bác chưa quen nên là cũng khá chi là khó, chưa quen nên là chưa biết cách sử dụng là nhiều. Đấy. Thì ở đây sau khi cài đặt xong như thế này. Đấy, ví dụ như cài đặt như thế này, hoặc các bác trở lại mặc định chế độ ban đầu là như thế này, các bác bấm nút vào này 2 3 đến 5 giây. Cho nó tít tít một cái là ok nhá. Rồi, lại nhá.
Đấy, tinh một cái là xong. Sau đó các bạn lại bắt đầu tiến hành điều chỉnh. Đó. Sau khi xong rồi các bác bấm nút vào đây là nó sẽ chạy rồi nhá. Đây nó đang báo là chưa cho nước xả nước giặt vào. Đấy, sau các bác bấm xong rồi bấm vào đây là xong. Thì đấy là những cái cách sử dụng của một cũng như là review cho các bác một cái máy giặt mới ra của LG, model FV1412S3B. Sử dụng thì các bác nào chưa biết cách hay là chưa làm được có thể để lại comment ở phía dưới giúp em để em tìm hiểu và chia sẻ thêm cho mọi người các bác nhé. Ok, thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video clip tiếp theo.